Xin chào quý bà con, Thế Giới Máy xin giới thiệu đến bà con máy ép nước mía siêu sạch 750W. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại làm ra hương vị tươi ngon của nước mía. Hãy cùng khám phá quá trình ép nước mía cũng như là những lợi ích sức khỏe mà nước mía mang lại. Và bây giờ hãy cùng Bảo Yến theo dõi quá trình ép nước mía diễn ra như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cây mía và để vào đầu máy. Chúng ta có thể kết hợp thêm tắc hoặc là thơm để cho ly nước mía của chúng ta được đậm đà, thơm ngon hơn. Nước mía không chỉ ngon miệng mà cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn. Như các bạn biết, trong thành phần của nước mía chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp các bạn tăng cường sức đề kháng, giảm căng thẳng. Ngoài ra, nước mía còn giúp các bạn tăng cường hệ tiêu hóa, giảm cân và làm đẹp da. Với đầu máy ép nước mía 750W này sẽ giúp các bạn tận hưởng được những cái lợi ích đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu chi tiết máy ép nước mía siêu sạch với công suất 750W. Để hưởng thức hương vị tươi ngon mỗi ngày, bà con hãy nhanh tay đặt hàng theo số điện thoại ở phía dưới video hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết. Hãy đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đừng bỏ qua cơ hội này.